alo alo môi bị bầy bom ổn ở để ban cho mới lưu tế bà xin chỉ lưu cho comment ở gặp nhưng mẹ môi bà ở nhà group năng nghiệp số primer tu sinh chốn đại của phong tam na là tu sinh là cáp sai to tam để cho ông phim sa po để min fk new tv cái nào bên này khi mà bản này của phong tại min vật tại min tam bản đôi flow ai tam đập mà ai cái đấy bà thật cái nông thực đây sự cần lịch bay bà nó còn phải nó khai phải nó phong này à lần này đại crom càng nghe dân tự ban po để min mò và tham tham miên cả lần này bậc ruột này chỉ là cho rồi viêm mà tô nâng là chun bạn na loi mình đâu bay nhé bà rô nó bua slap nằng ngun bà mà này ra slap liêm liêm nằng gần lại gạt hết mà nhé hai nằng rô nó bua ngun ở pin nhé ba chục bón chun rô kro ban bình chun tư sông kro mình tìm pet hai chấm này sạ sập nơi tì tăng gần lại gạt hết to tại mà đòn bà à lần này có bộ tài miền cáp nhé ba khang mình tên prey mật ở tu sinh chun ta mà đòi lần này ai xong mà prey mật tu sinh chun chạy đồn lệ chai rum lấy po rum miên mình nẹt môi phong bạc bà lần này rất vun bà sớm mối thứ ba là một đo là ti tăng lại ở cắt hai hai bà hơi chung vinh và xạ sập ở chôn đồn cua cầm càng nghe dân đâu mình toàn đăng tha ở sạch nhiệt bọc các bạn đăng hai đứa nào tệ bạn chẳng tế xong mà có thể mất thương chân chú chạy đồng đêm này mất đồng bay ở sạch nhiệt và có bán đang mang khơi phóng mà dương tổ mơ phân thiện ở đây mà tố và mà tốn mà xúc phí phải mất thương chân qua xó bà bán bọc chỉ mỗi năng rật dân tui mà đã có bán là chọn lớn hay mà tố nó cứ mò trắng và tam thì tôi bán phô mình bật thấm nó cứ mà tôi cứ mò trong mà đào bọc chỉ mùi nó rất chốn và slap thì mình nó gần lại cả hai mình đẹp hôm nay slap sai phụ mà nét bóng bọc tôi mà nét đâm tôi mò này một thấy đơn để sao ta giật hai line là một mình lục mán này ở đơn bây giờ ai đẹp thân thiện bà con anh đơn của sạch nhiệt bà con mình là cái đơn đấy sạch nhiệt bà con mang mọi đơn nữ mang mọi đơn tê ở đây thì tiết nhân đang chập lại lên mà tô ở nằm bây giờ sạch nhiệt bà con ở bóng sấy ở ai bị chết tiếp ba nữa thì bông lấy mà tô nó mò bị khang ná hai lá nó mò khang này này tôi bao nhiêu năm để bán khởi nhật ca tôi là chưa grab tiền nữa tầm bây giờ ngập grab to là sạch nhiệt ở trên đông cru phải chẳng hạn đắng rồi này và thân trong anh thằng lá nó cứ chơi mò thì ở đi đi bình hay nhưng mà tôi mà bị hàng này tốt đang mà bị hàng đấy còn một hàng đấy bảo ba thằng hàng nó chạm đang hai bông sụ bông tulip nó thành quật đang khoan thấy hai người tôi bắt đi mà nè đi chơi nè quật bay nè nhà phân tay thì ta cặp bay pin này nè ta cặp kẹt nó cứ xảy xảy đồng pi đồng áp bay nè ta đi cặp bay ra ở nông ít nó xảy xảy đại chắc mai này thăm một tối nó cứ nên nè xảy xảy bay nè nó ngay bà primer tu sĩ chôn chỉ tiệc rộp năng chỉ tiệc mệt trái bà đôi primer ban khơi chặt đáy hay đôi primer ban đặt công ca sống kia bọc nhung toal ở pi bom ôn để ban khơi hạt ca là ti tăng lại cắt hai này để có ban prap bắt thom tha bà muốn pe cắt hai nó ban khơi sợi bay nè bà bằng một tô mạ scoopy po sò sấy chân pi po đầm bấy
cứ ở miền xa lấy tế phần mất tu sinh chốn ai lưu mặc đo chẩm nói chặt hai tháng lớn đi sắp tới miền rồi chúng tôi một cưỡng cứ bán bao bẩm rong năng cho cả xoan lớn mà đã lo bọc phần nhầm hứng và sắp liên liên năng cần lại cả hai mình nhé hai chẩm nói pin nhé thiết cứ luôn rồi bu ở nguồn và tàu ban nằm bình chun tàu sụp luôn nằm tì pè thái và chung quanh cảnh này cũng là trả cho nên sạch nhiệt và chưa nông cuốn đâu mình toàn đăng lại tế phần mật ở tu sinh chốn nhưng mà tôi đang thả chưa nông cuốn cứ quạt miên sập cẩm nát nó tì tăng lại na hơi chung quanh này lại tế bà rồi sao ta sẽ mặt cái lúc mình toàn co là ta sẽ nhăn nó lại bà ai dừng mơ sạ lê giờ đặt chân đài trong ban mà tôi bộc phá nó cứ bẹ xa lên phnom penh bay ở bà hà ca sập pi nâng chất sập cột chậm này mà tôi cứ ở miền xa lên tây bình mật ở tu sĩ chân bà lần này ở dưới nhà cầm phong tây miền ca phi nhà ta là khang miền tây nước ta mà nói lâu ai kể đi bà thật nông là sập cả lịch bay trong bờ sen nước hai bờ sen nước bà nấu ai kia đấy khát tơ xây nụ bà nấu ai kia đấy khát tơ xây nụ ấy dân kênh tha comment vào tầm miền cầm lang sừng mà ta kênh là cô ba chả cho lô cầm phong ta sừng lọp sừng đuôi làm bay bệnh chi năng ca có sẹo phong này bây mất chui bờ sân chỉ miền bom ô miền phân phía mà tô scopy bò so sẽ đi chăn bị bắn đập bùng bay bà cứ ở miền xa lấy tế bà cứ phải xây tiền bay nhé cứ ba rong là bút ngôn năng là sao bạn bằng chỉ vật năng mà nè và phim phim bằng này có thể mà cái giờ đang nghe thao rồi chứ chứ mà thao nào với mà còn đây chồng phong giờ giờ xua bò phong chiều phút đó thân ba ba hay tôi đang bắt này mà này bóng bay nhẹ bay nhẹ tôi nó bay nhẹ chẳng bút ngôn chỉ nhẹ nhưng bạn bằng chỉ vật nhẹ không nè ba ba tôi nghe bên sợi chứ không nè có đâu mà tại nhà nói chuyện nó cứ không còn đắng đấy rồi còn theo chiều rồi còn bò bò thì còn sinh máu ba sẽ cô có mình là bây giờ như thế đó là sạch như bà con bà con khơi thêm kiện không nói với bọn phong chèo chiều gỗ mới ấy ao con làm lại từ làm tí pet làm bay chèo chiều vô tạt nhàn bọn phong có ở một chỗ xã sau việc thôi bọn ba ព្រៃមើលទុនជនទីក្រុមនឹងទីមេត្រីតាមការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចគណៈនគរបាលចរាចរណ៍បានដឹងថាជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យនារីម្នាក់ទៀតគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងហើយជុំវិញករណីខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះគឺអត្តសញ្ញាណមានឈ្មោះអ្វីហើយនៅទីតាំងកន្លែងណាភូមិណានៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេ បាទហើយសម្រាប់កែលោកកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវរកបាទសាច់ញាតិជនក្នុងក្រុមផងដែរបាទហើយរឿងតាក់បាទប្រិមិត្តដោយសារតែរន្ធត់ពេកយើងមើលឃើញថាជាក់ស្ដែងរន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងទៅនិយាយញ័រឲ្យហើយអ្នកសារព័ត៌មានគេញ័រដែរបាទរន្ធត់ពេកប្រិមិត្តបាទគឺស្ដែងតែម្ដងគឺម៉ាំងគឺ chênh bạc ở khu bà nó crom nhưng mà đang tha ca bạc bo rồi bo rồi chun đang ca bạc bo rồi bo ham mà tô nó còn lươn bọc phần na hay rồi chun nó còn bàn ban mới giảm mấy mà dương nơi mình đang bị mua là hàng là lại thế để xa tay sinh su chia yếm su phô phô rồi miên nơi thì tăng lại gạt hát còn hạ bay đôi chi mình miên ca châu rum prap đó là dương chỉ là xa phô rồi miên là mấy ơi រាជការឲ្យវាលំអិតផងដែរហើយព័ត៌មានបន្ថែមនេះសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែធ្វើការហើយមានព័ត៌មានអីជុំវិញបន្ថែមទៀតយើងធ្វើការអត់យករូបភាពហ្នឹងឲ្យជូនដំណឹងទៅដល់ពុកអាមអូនផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំទៅសាកសួរអ្នកបាទអ្នកលោកមើលក្រោយលោកគាត់បានឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងបាទ បាទចំពោះទីតាំងវិញគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវឯករាជ្យបាទប្រិមិត្តគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវឯករាជ្យដែលសន្ធិទ្ធនៅក្នុងសង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុបាទនៅផ្លូវឯករាជ្យប្រិមិត្តមិនដុំគេហៅថាឆ្នេរអំពិលជាន់ហ្នឹងបាទ
mà ôn sậy ôn nhẹ luôn nằng mềm đấy ban khơi nhẹ ca nằng ấy thì bố ai chui làm bị mất hơi nè là ban khơi nè chung với tôi nói nãy mình ăn khơi lan nó mobina hay mà tôi mobina đăng gì chứ ở đăng hả và ở đăng này chứ bà primer tu sĩ chun bà dương nơi mình toàn đăng tham rồi chun nó cứ nhà mau bị khang ná hay bạc lươn và phân ná mà tôi nó bạc lươn và phân ná cả dương nó mình toàn đăng còn ta bộ phục sen tiết đại quạt ban prap tha khơi nhà chun nó cứ mau từ đầu bị chừng mà tôi buông xoong lâu nắng bà hai có sắp ta miên mà tố ở mạng scopy pi bác bác đôi nè rít bây nè cứ phơ đầm na miên tức đào phì cát một lách bà lưu mọc đo chùm nói cát hai thằng lớn ít các bạn bốc chỉ mùi nâng rật chun ở mạng stuôi mà bình tùm hơn bà nà lòi sắp bắt bóng chỉ vứt liêm liêm nâng gần lại nhà cát hát mà nè hơi nâng ruông rồi bút ngôn ở chùm nuôn pi nè phòng này hai cà rò bê cát hát liêm liêm nâng bà chôn rung rút thì anh ở phía nhé để ở nông miên chủ vất cứ quạt bàn bình chôn tư xong cua nâu mình tí phết bà ta hái hai chùm này ở chôn rung rút để trong bàn xa bắt mong chủ vất nó cầm phông để nâu tí tăng gặp lại gặp hát hai cầm lãng xong mặt cách nâng cầm phông để phơ ca lớp dốt tâu đã xa tục bà tâu đã xa tục lâu ní cầm phông tâm ca phía phá khăn mình tế nâu chung vinh tí tăng gặp lại gặp hai ní bà bà là ní chuyên ban lơ chuyên nông cru để ban sao bạn mong chỉ bớt tao ấy bà bom ôn primer tu sinh chân bà san anh chị khơi nụ phân phía mà tố bà mạng scopy cứ ở miền sa lê tê bà sĩ trích nam xôn lọng bầy bà cứ rôn cá khôi khát bà tịch để mà đón hai mà tố nếu cứ ở miền sa lê tê primer bà hãy dừng mơ yên bên phía khi thăm mụ bà phò cá chúc bà nó chưa tọc cá primer bà ôi, ai xuống chúng tôi đó đã lên đang hôn. Con ở lỡ ở sát thở dưới thế nào mấy bọn. Đó vào xuống, xong. Xong, 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 là ni ở sắp ở đâu chưa tới nào thế bay con cái gì đang sắp học lan ô bay bông này nó lại con lan con mua cái con nông sản cái chuyện nông cốt này cái chuyện nông bằng nông phê đó nè đây nông phê đó ờ bạch ở đây Yeah.
Ba lo tí tu sao cọt bay ra prim ba ni bay ra bay chênh đi tới lan chênh đi ở chương chênh xong plau nưng nưng hay chênh mà robot tnò lan à hay ở lan ba trong lượn phuên à phân na đai hay mô tô ba mò lan mô tô lượn nưng hay chênh mà lan xong plau hay mô tô lan xong plau hay ta mô tô bọc ới chi mà bọc kê mọng ờ giờ luôn mô tô mà bên nó nâng hai mô tô mà bên nó vậy mô tô nó mình đi ประมาณ nè nè 3 nè 3 nè 3 nè 3 mà sai tầng 3 nè đi nó khả lơ nó có phải ao hay cái đấy ha đâng ao cái 12 mà sọt 12 khơi ở khê măng ông sai ruộng nó nó nâng nâng quay 2 chi ประมาณ nè 2 nè dạ 2 chi ประมาณ nè đi 3 nè nó 7 8 10 hay ờ kmey kmey đấy chứ dạ bà bạc nè vi nâng chúng mình giờ cũng miếng chiêu bờ rót bên ấy sản phẩm của tao là bông bồ nè nè tôi làm nát tam đông lâu nghe sản phẩm cái mà chụp tàu đơn phê trả lan chẳng nay mới chơi mới sản phẩm mà nó cái này đẹp chi ria nè ót cha em biết là phần năng tê và đây những cái cá là phần năng cha bà ní của phố phố là miếng để cầm cang như tự ban sật sưng ta đôi đôi khi tiếng ót bà chẳng mong này bong mi phải telegram này chúng ta telegram bong cái telegram ờ ờ bong cái 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 bà prim mật tu sĩ chốn bà mấy cái hai mươi bốn bàn rồi lấy cọc cọc vật chất và thứ hai mươi bốn bàn cao nhất hai hai trăm bảy bà phố phố là miền đại công ca nghi như tổ ban phố là miền nó mực tha bà sắp tại đôi đôi kia bà có tham môn phê cạp hát nó cứ rồi chốn cứ ban tròn phở vì chương tật bùng bà tập hàng ở chuyến hai cái sắp tại miền ở mật tô nè rít bạc mình kia bay nhé miền thịt tao bị cát một lệch bà lưu một đo chìm nói chặt hai thằng lơ nó gặp ban bốc chìm mùi nâng rồi vô tui nít quên tùm hứng bà na lòi sắp bắt bong chì vứt phliêm phliêm nó nâng gần lái mà nét hai nâng phi nè thiết rôn rồi buộc nguồn rồi bê cắt hai phliêm phliêm nó cứ rồi dân sở mỗi ban thật vô tao hùng chua thùm rạp khi báo nó bị tí quét chìm nay chạy xả sắp chân nung ruốc nó bị căng lại nhạc hát hơi lớn chân nung ruốc xả sắp chân nung ruốc nó cứ ba bình chung tư ra xa tốc nơ biết một tập hiếp ấy và hai hôm nay mà tố hay nâng ở rực chún cũng lăng xa mặt kênh là cô ba chỉ là cho lô cầm phong tẹt với ca ở quốc huyên hai lô vô tố ra xa tốc nơ ca rìa lấy và cô ba chỉ là cháu rôn chăm đó xa chăm thì tìm thì ở chùm này sau với nhờ xa mặt kênh cầm phong tay cháu chí điêu đầm bay rốt sách nhiệt và quốc ban ở một vô phòng này đâu mà sao đâu mà ngay một mà con có người tắt nhãn quá hả? Đâu, đâu, đâu. Mới vô tập phê trong xa chưa chắc là chạy kìa lại. Ôi, chồng tô phi cương mà. Tô phi cương. 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 Tô bà ở côn na, sản phẩm cá tam đan cá sai toal là tam rồi vậy ông có phim sa phô đồ miên ở kênh UTV cái nào bên đây chúng ta phần này là chỉ nhận nghe 100 nó không khai được xây nụ và tay tại cho vô phô đồ miên toal hẹp cá phô đồ miên sơn sốc phô đồ miên tu tơ nó không khai được xây nụ rồi ông càng nghe nhau mát toal tam đó cho vô phô đồ miên và toal hẹp cá ở côn na sản phẩm cá tam đan cá sai rồi bị bệnh bệnh gì tao khó chịu và con bị trong cả na mũi đây mình xong rồi cả số mà chia sải vì sốm nặng phục mai bằng phổi bằng đây và chấm nói chi tăng trong cả ngày số bị chậm đón tiếp than nơi ta mà nói lâu ai gửi đấy và sự thật là cái nông sản cà lịch bấy trong phải xây nốt khai phải xây nốt
bà nó có bài ở tại làm phơi cho nó phải mệt tuốt nhiệt chốn bà ở rồi po là miền lùm ắt bản thái mà còn càng nghi dương phơi cà đặt bản to nơi cái hạ tầm po FK và FK New TV mà không ủng hộ này bà số mắc quân nông thôn group.